Nhiều anh em vẫn thắc mắc là bên mình bảo hành 1 năm 1 đổi 1 thì có bao gồm lỗi nguồn và màn hình không? Thì nay mình có một trường hợp thực tế luôn, đấy là máy của anh Tùng này, XS vàng 64GB, mua vào ngày 21 tháng 5 2024 là còn trong thời gian bảo hành. Thì ở trong cái video này thì mình sẽ chỉ luôn những cái bước, những cái quy trình để kiểm tra một con máy bảo hành như nào. Đầu tiên là kiểm tra email. Email trên máy phải trùng với email ở trên phiếu bảo hành nhá, 1775238 là trùng email rồi anh em nhá. Tiếp đến là bên mình sẽ kiểm tra ngoại hình của con này. Đấy, đối với điều kiện để anh em có thể bảo hành là máy không được rơi vỡ xước sát, không có dấu hiệu va đập, tác động ngoại lực gì cả. Và đối với con XS này ấy, anh ấy mua từ tháng 5 thì anh sử dụng cũng khá là gìn giữ nên hình thức khá là đẹp. Đấy, viền viết các thứ cũng không có vết xước sát gì mạnh, hay là lưng này hay là màn hình cũng rất là ok. Còn nếu mà anh em có tác động về ngoại lực rồi, ví dụ làm xước, cấn mạnh các thứ rồi, thì anh em sẽ mất quyền lợi bảo hành 1 năm 1 đổi 1, thì lúc đấy anh em sẽ được sửa chữa miễn phí thôi. Đấy, thì như con máy này, ban đầu anh em mang đến ấy, là cái cảm ứng của nó nhảy loạn linh tinh lên cả, nhưng bây giờ thì lúc nó được, lúc nó lại không. Tại cái thời điểm mà mình đang làm video cho anh em xem đấy thì cảm ứng nó lại là ok, nhưng mà lúc anh ấy mang đến ấy thì cảm ứng nó nhảy loạn linh tinh cả, nên mình xác định con này đã bị lỗi loạn cảm ứng rồi nhá, và sẽ được đổi mới sang một con máy khác sau khi kiểm tra bên trong. Một lúc nữa thì mình sẽ bóc ra kiểm tra cho anh em xem. Còn anh em có những cái lỗi nào mà ví dụ nhốt bị ở nhà mà mang đến sợ mà không biết được ấy, thì anh em có thể quay lại clip ở nhà trước, mang đến thì bên mình sẽ kiểm tra. Đấy, còn con máy này là sau khi bên mình bóc ra để kiểm tra bên trong nhá. Bên trong thì vẫn còn nguyên tem của Hoàng Kiên, không có động chạm gì ở bên trong và cũng không có dấu hiệu là rơi vào nước gì cả. Nhưng tình trạng hiện tại là đã bị loạn cảm ứng rồi. Và đối với những con máy như thế này ấy, thì sẽ được áp dụng chính sách 1 đổi 1 của Hoàng Kiên, tức là anh khách sẽ được đổi sang một con XS vàng 64 khác luôn và hoàn toàn không mất bất kỳ một chi phí gì cả. Thì đây, vẫn là con XS vàng 64 anh ấy đã chọn để đổi sang. Thì khi mà anh em đổi bảo hành thì anh em vẫn được chọn máy lại từ đầu đúng với ý của anh em nhé, chứ không phải là bọn em đưa cho anh em một con máy là bắt anh em đổi đâu. Đấy, anh em vẫn được chọn máy, máy nào ưng ý thì anh em đổi. Thì anh em biết đấy, cái dòng máy XS này ấy, nó sản xuất khá là lâu rồi, và tại thời điểm này ấy, thì pin nó cũng đã kém rồi. Như con này pin đã kém thì em đã thay pin mới luôn cho anh khách rồi nhá. Còn đồ điện tử mà, mình cũng không đoán trước được là nó sẽ gặp lỗi gì và dùng được trong thời gian bao lâu đâu. Miễn là anh em dùng gìn giữ thì bất kỳ lỗi nhà sản xuất bao gồm cả nguồn và màn hình thì anh em sẽ được đổi sang một con máy khác ngay lập tức. Thế nhá.